Chào bác, hôm nay hai anh em Quân sẽ tiếp tục đi tìm một cây thuốc dùng để điều trị bệnh xoang. Ở bệnh xoang thì Quân đã có một cái video giới thiệu về cái bài thuốc uống rồi, của đồng bào người Dao, thì cũng có nhiều bác sử dụng và cho quả rất là tốt. Hôm nay Quân tiếp tục giới thiệu với bác về một cái kinh nghiệm nữa trong dân gian để điều trị căn bệnh này. Đây chính là cái cây nó bị lụi đi các bác, cái cao này, cao tầm này. Có thấy cây bé của nó đây ạ. Cô sẽ ngắt một cành cho bác xem nhá. Đây có cây nữa này các bác này. Lá kích thước nó gần giống với lá cây cúc tần. Đây, có hai cây to hơn đây ạ. Đây, nhìn như này thì nó mới rõ rệt các bác nhá. Đặc điểm tự nhiên rất là hay. Cây thường nó có một thân mọc thẳng đứng lên các bác. À, thưa bác, cái cây này có tên là cây xạ da can. Các bác phân biệt với cây xạ can, vị thuốc xạ can đó là cây rẻ quạt trong đông y. Cây này có tên là xạ da can các bác nhá. Đây là cách gọi của đồng bào vùng trên này. Còn ở trong đông y thì Quân chưa tìm được cái tên khoa học chính xác của loại cây này. Bác nào biết tên khoa học của cây này thì các bác có thể để lại bình luận xuống bên dưới giúp Quân nhé. Đây các bác này, Quân sẽ quay máy ở đây cho nó sáng. Đối với những cây cao như này thì lá nó mọc đây ạ. Lá nó mọc xung quanh và gần như nó không có cuống các bác. Cuống rất là ngắn và gần như là nó lá nó mọc sát thân luôn các bác này. Và ở những quanh thân thì nó còn có những cái rãnh như này các bác này. Rãnh của lá đây này các bác thấy chưa? Đây này. Do vậy là nhìn cái thân nó cảm giác như là nó hình vuông các bác. Đây này. Đấy. Đấy những cái rãnh lá này các bác này. Xung quanh thân. Đặc điểm rất là hay của loại cây này. Đây các bác, từ dưới lên trên. Nó có những cái gờ cái rãnh như này. Nó tạo ra từ cái mép lá, nó kéo dài xuống từ mép lá của lá trên kéo dài xuống mép lá dưới. Cuống lá dưới. Đấy các bác nhìn thấy không? Rất là hay. Xạ da can các bác nhá. Trên lá thì nó có một cái lớp lông rất là mịn. Khi vò cái lá này nát thì nó có một cái tinh dầu rất là thơm. Tinh dầu, cái mùi nó giống với cái mùi của quả chám không nhá. Rất là thơm. Và lá này nó có vị đắng. Đấy, kinh nghiệm của một số thầy lang ở vùng cao, người ta sử dụng cái cây này trong việc điều trị bệnh xoang. Cái cách thứ nhất đó là dùng độc vị. Độc vị là chúng ta hái khoảng 30 đến 40 gram lá của cây xạ da can này. Đấy, về rửa sạch, thái ngắn và sắc với khoảng 3 bát nước, sắc nhỏ lửa còn 2 bát. Sau đó là lấy một cái khăn mùng để chùm kín đầu. Sau đó là để xông trực tiếp lên mũi, để sát mũi vào cái nước, cái bát nước, cái nồi nước của cái lá này và xông. Đấy, thời gian xông thì có thể là từ 10 đến 15 phút, mỗi ngày làm một lần. Cách thứ hai nữa đó là sử dụng cái quả bộ kết nướng, rồi cây cứt lợn và cái cây xạ da can này cùng sắc nước, sau đó là để xông trực tiếp lên mũi các bác nhá. Đấy, có nhiều cách sử dụng, trong đó là cái nguyên liệu chính đó là cây xạ da can này. Thứ ba, một cái video giới thiệu thêm về một cây thuốc chữa bệnh xoang. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của Quân. Các bác hãy đăng ký kênh YouTube để tiếp tục theo dõi những cây thuốc, vị thuốc, những loại thảo dược Quân sẽ cập nhật thường xuyên các bác nhé. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo của Quân.